Hello, xin chào anh em. Thì tôi là Chót TV đây. Thì hôm nay tôi giới thiệu kênh của thằng bạn của tôi, đó là Khang Killer Boy TV Go. Thì link thì tôi sẽ để dưới phần mô tả nha anh em. Anh em nhớ ủng hộ cho thằng áo này nha. Thì kênh đó cũng chỉ mới thành lập thôi, nên là video còn hơi bị sơ sài nha anh em. Có gì anh em qua hỗ trợ cho tôi nha. Tạm biệt anh em nha, bye bye.